Thế ông có một cái hình ảnh mà được lưu truyền ở trên các mạng xã hội và chính báo chí của nhà nước cũng có đăng nữa, là trong một chuyến công du ở bên đi thăm nước Ấn Độ, thì ông Trần Bại Quang với bà vợ có đến thăm cái nơi mà Đức Phật đã Nhập thành đạo, nhập thành đạo tại đạo, đó, thành đạo. thành đạo. Thì ông Trần Đại Quang có đưa hai tay lên và đưa cái đầu vào vào một cái tảng đá thiêng. Thì Đảng Cộng sản từ hồi khai sinh lập địa tới giờ của Việt Nam và Đảng Cộng sản quốc tế đó, họ bảo rằng họ vô gia đình này, vô tổ quốc này, vô tôn giáo này. Nhưng mà bây giờ mình thấy hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng này, rồi Trần Đại Quang này đi khấn lạy cứ lung tung cả lên. Và vào cái ngày tang của Trần Đại Quang đó, người ta còn thấy rằng 500 sư sãi đến làm một cái lễ long trọng và cái hình Trần Đại Quang để dưới nhỏ, còn hình Đức Phật Tổ ca to ở trên đó. Ông không thấy làm sao với cái hình ảnh Dạ, thưa các ông lãnh tụ cộng sản á, thì họ làm bất cứ cái gì mà để dân chúng quên đi cái chính sách tàn ác của Đảng thì họ phải làm. Cái chuyện mà có 500 vị sư rồi ni đến tụng kinh cầu siêu cho ông Trần Đại Quang á, thì dư luận cũng bàn tán nhiều lắm. Thường người ta hay bảo rằng đó là những vị sư quốc doanh, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó cũng hơi oan cho mấy cái người tu hành này. Là bởi vì nếu quý vị là một nhà tu hành, dù là quý vị là một linh mục công giáo hay là một nhà sư, một ni cô Phật giáo đó, thì khi thấy có người chết và gia đình tỏ ý rằng muốn được cầu nguyện cho người chết, thì tất cả những cái tu sĩ đó không bao giờ nề hà mà không tới cầu nguyện cả. Cái chuyện mà một vị linh mục mà trong cái phút chót được mời đến để là nhận cái lễ xin xưng chào. tội của một cái ông cộng sản chẳng hạn, bảo rằng ô tôi sám hối, tôi muốn được trở lại với Chúa, thì tôi chắc là bất cứ vị linh mục nào cũng thấy mình có bổn phận phải đến giúp người ta. Thì các vị sư cũng vậy, nếu bây giờ gia đình họ bảo rằng chúng tôi muốn xin làm cái lễ cầu siêu cho người đã chết để có thể vào cái cõi tịnh độ, thì tôi nghĩ rằng tất cả các nhà sư, các ni cô đều sẵn sàng làm cái việc đó. Nhưng mà cái chuyện 500 người thì hơi nhiều. Nó bảo Tôi nghĩ họ có thể làm 10.000 người cũng ra về quyền quyền đi rồi tiền nhiều quá hả? họ muốn thì chắc sẽ có đủ cả 10.000 người đến cầu nguyện. Nhưng mà cái điều mà người ta ngạc nhiên á, là mấy cái ông cộng sản á, từ ông Phạm Văn Đồng rồi cho đến bây giờ Trần Đại Quang á, là cái lúc về già đó tự nhiên lại đi chùa rất nhiều. Thì cái đó có thể là một cái ảnh hưởng rất tốt trong cái văn hóa Việt Nam, là những cái người mà ở đời đã sống một cuộc đời hoạt động như họ, thì đến lúc già đã sẽ tự hỏi rằng những cái việc mình làm đó là tốt hay xấu. Gây nhiều tội ác quá thì phải Và nếu mà sám họ sám hối hối thì đó là một cái điều rất là tốt, chứng tỏ rằng tổ tiên mình dạy con cháu là phải ăn năn sám hối, thì con cháu ngày nay nó cũng vẫn biết là ăn năn sám hối. thưa ông, trong những cái hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì dạo mấy năm gần đây đó, Nguyễn Bá Thanh thì chết vì một cái bệnh cũng rất lạ. Phạm Quý Ngọ cũng vậy đấy, thậm chí bà vợ Phạm Quý Ngọ, tức là một anh tướng công an đấy, còn phải viết thư lên cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà làm ơn điều tra thì xem chồng tôi chết vì cái gì. Báo chí Việt Nam thì tàu Trung Quốc mà đâm tàu Việt Nam thì gọi là tàu lạ, quân đánh gạc ma thì là quân lạ, phải không? Bây giờ tự nhiên báo chí trong nước bảo rằng Trần Đại Quang chết vì một cái bệnh lạ và hiếm, liệu có chết giống Nguyễn Bá Thành và Phạm Quý Ngọ, tức là có tin nói rằng do tranh chấp nội bộ cho nên uống nhầm một cái ly rượu lạ nào đó thì chết lăn quay không? Cái chuyện này thì nó là một cái nghiệp của Đảng Cộng sản. Bởi vì trong suốt cái lịch sử từ ở bên Nga, bên Tàu cho đến ở bên Việt Nam đó, cái Đảng Cộng sản dùng thuốc độc nhiều quá. Họ là những cái chuyên viên thuốc độc. Gần đây đó, ông Putin còn cho người mang thuốc độc sang định đầu độc mấy cái người Nga mà lưu vong, chỉ vì những cái người đó tố cáo ông Putin. Thì cái chuyện mà Cộng sản dùng thuốc độc để giết người đó, cái chuyện đó là cái chuyện mà ai cũng nghĩ là chắc chắn này, không cần phải thảo luận nữa. Thế nhưng mà cái chuyện mà những cái ông gần đây như ông Nguyễn Bá Thanh này, ông Phạm Quý Ngọ qua đời đó, có thật sự là bị đầu độc hay không đó, thì chúng ta không thể biết được. Mà có lẽ rồi mai sau đó, lúc mà Đảng Cộng sản không còn nắm quyền nữa, người ta lục tìm trong văn khố để xem là có ai quyết định đi đầu độc cái ông này, đầu độc ông kia không ấy, thì chắc cũng không còn nữa.
Thưa ông, chắc lẽ bây giờ mình an toàn để về phương diện bằng chứng là mình cứ bảo chắc là uống nhầm một thứ nước lạ đi. Bởi vì có tàu lạ, có người lạ thì uống nhầm thứ nước lạ đi. 2 phút cuối cùng của chương trình hôm nay để hỏi ông thế này. Trong cái ngày mà toàn đảng của Cộng sản đến cấp lãnh đạo hiện nay và cấp lãnh đạo cũ vân vân đến để mà lễ tang để cái chữ vô cùng thương tiếc, thì cái chữ cùng thì chữ gen rớt xuống, mọi thứ bàn tán ở trên mạng xã hội cả, riêng cá nhân ông thì ông thấy sao? Dạ thưa, tôi là cái người mà không chấp nhận cái mê tín. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chuyện mà cái chữ vô cùng thương tiếc và chữ G tự nhiên nó rớt xuống thì nó là một cái sự tình cờ. Trong thế giới này biết bao nhiêu chuyện tình cờ. Nhưng mà cái điều mà đáng nói đó không phải là cái chuyện cái đó là cái điểm gì hay là nó có cái ảnh hưởng gì đến ông Trần Đại Quang. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt là báo chí ở trong nước, báo chí của đảng đó, không có ai nói đến cái chuyện là người chịu trách nhiệm về cái chuyện mà cái chữ nó rớt đó là ai. Thì trong cái đám tang ông Trần Đại Quang, cái người đứng chủ là Nguyễn Phú Trọng, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Và theo như là một số nhà báo có mặt ở đó tiết lộ ra, thì cái lúc mà cái chữ G nó rớt xuống đó, thì là cái lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang ký vào cái sổ tang nghi. Thành ra là không ai nói rằng cái việc làm tổ chức gọi là lễ quốc táng cho một cái vị quốc trưởng mà làm ăn cầu thả đến cái mức mà mấy cái chữ nó cũng rớt xuống thì trách nhiệm là của ai. Thì cái đó có lẽ là cái điều mà người dân nên đặt câu hỏi. Thôi bây giờ mình cứ nói là trách nhiệm là của người lạ đi. Là bởi vì một ông chủ tổng bí thư đảng làm trưởng ban tổ chức tang lễ cho chủ tịch nước ngồi ký trong sổ tang mà một cái chữ rớt xuống như vậy, thôi cứ nói là của người lạ thì nó hay nhất, phải không ạ? Dạ thưa vâng, nhưng mà có đặc biệt là đồng bào mình ở Ninh Bình là cái quê của ông Trần Đại Tang thì rất là quan tâm đến cái chết này. Vâng. Là bởi vì phải nói rằng cái tỉnh Ninh Bình á, sản xuất ra một cái nhân vật mà đứng lên làm chủ tịch nước thì cũng là một cái điều mà người ta rất là thích thú. Nhất là người ta so sánh rằng từ thế kỷ thứ 10, tức là ông Đinh Bộ Lĩnh làm chủ tịch nước cái thời đó cho đến bây giờ Ninh Bình mới lại sản xuất ra được một cái ông chủ tịch nước nữa. Thì chúng ta cũng nên cảm thông với lại đồng bào ở tỉnh Ninh Bình khi mà họ sẽ coi cái chuyện ông Trần Đại Quang là một cái nhân vật kiệt xuất ở trong tỉnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trần Đại Quang đã sám hối quá muộn. Bài viết của tác giả Thường Sơn được đăng trên trang Việt Nam Thời Báo. 100 năm bia đá còn mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Trái hẳn với thói ca tụng công lao của quan chức vừa chết đầy nghi vấn là đồng chí Trần Đại Quang của một ít văn nhân cận thần chế độ Cộng sản. Nhiều người dân Việt và cả một số tổ chức nhân quyền quốc tế đã thống kê một cách chi tiết về di sản đàn áp nhân quyền của Quang. Vào thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an và kể cả là trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm làm Chủ tịch nước. Ngay sau khi Trần Đại Quang chết, đã có quá nhiều ý kiến chỉ trích và cả lên án Trần Đại Quang về thành tích phong tướng đến mức lạm phát vào thời ông ta còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Về kết quả điều hành Bộ Công an của ông Quang đã ấn tượng đến mức dẫn đến ít nhất những vụ án ghê gớm như Vũ Nhôm, công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao. Trần Đại Quang cũng là tác giả của những chiến dịch đàn áp nhân quyền nặng nề từ Bắc chí Nam, bắt bớ người thượng ở Tây Nguyên, bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc và người bất đồng chính kiến. Trong thời gian làm chủ tịch nước, Trần Đại Quang đã quá hiếm can thiệp, mang tính ân xá hay là đặc xá đối với những trường hợp oan khuất trong xã hội. Trong khi lại cổ vũ cho các vụ bắt bớ và hành hung đánh đập dã man của công an đối với người dân và giới hoạt động dân chủ nhân quyền, đang tâm bỏ qua hàng trăm cảnh tự chết của người dân trong các đồn công an. Chưa kể việc Trần Đại Quang chính là tác giả của luật an ninh mạng mà bị dư luận xã hội trong nước, cộng đồng mạng cùng với nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích nặng nề vì vi phạm quyền con người. Và Trần Đại Quang cũng là nhân vật tố đã nhét biến dự luật biểu tình, một văn bản được chính phủ giao cho Bộ Công an biên soạn và ngăn kéo suốt từ năm 2011 đến nay. Ngược hẳn với lối tiếc thương, nghĩa tử là nghĩa tận trên mặt báo nhà nước, chỉ thấy một bầu không khí vui mừng không thèm che giấu trên mạng xã hội.
dù nghĩa tử là nghĩa tận, là truyền thống muôn đời của người Việt, nhưng vẫn đành phải nói thẳng một sự thật, cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chỉ gom hứng được quá ít nước mắt, trong khi số người hể hạ nhiều hơn hẳn. Cái chết đột ngột gây nghi ngờ rất lớn về virus hiếm và độc hại. Không khí câm lặng không thèm chia buồn từ giới đồng chí không đồng lòng, cùng với thái độ hể hạ xen lẫn vui mừng của số đông người dân viết trên mạng xã hội, chính là một luật nhân quả thời Việt Nam chính trị độc tài và chủ nghĩa tư bản dã man. Trần Đại Quang dù có sám hối đi chăng nữa, thì động tác đó cũng đã quá muộn cho một đời áp chế dân chúng và quá tai tiếng về tham nhũng. Một sự trùng hợp đặc sắc và như thể một điểm báo đã trở thành cái gạch nối giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Cả hai đều đã đến chùa Mahabodhi nằm ở quận Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ, nơi Thích Ca Mâu Ni đạt được giác ngộ và hóa Phật để thăm. Nhưng rất nhiều người cho rằng Dũng và Quang đã cầu xin cho cá nhân họ, chứ không hề có chút lòng thành tâm. Trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, vợ chồng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chùa Mahabodhi và được cánh phóng viên ghi nhận bằng một tấm ảnh rất thần thánh. Trong lúc ngồi chắp tay, hai con mắt của ông Dũng lại không hướng về tượng Phật, mà hướng về một bên, ánh mắt rất san, như thể đặc trưng cho một đặc thù thuộc loại nổi trội nhất của giới chấp vua Việt Nam là thói lật lọng cháo trở chính trị và buôn thần bán thánh. Vào tháng 3 năm 2018, đến lượt vợ chồng Trần Đại Quang thăm chùa Mahabodhi, được lưu truyền sử sanh bằng hình ông Quang gục đầu vào phiến đá thiêng trong chùa này, gương mặt có vẻ thành tâm hơn hẳn cặp mắt láo liêng trước đó của Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí, gương mặt Trần Đại Quang khi đó còn được cho là đau khổ. Cũng có thể là đau khổ thật, bởi tháng 3 năm 2018 chính là lúc mà Trần Đại Quang sắp biến mất lần thứ hai, kể từ lần đầu vào tháng 8 năm 2017 để sang Nhật điều trị căn bệnh về máu và nguy cơ dẫn đến tử vong là khá cao. Hầu như không nghi ngờ rằng Trần Đại Quang đã cầu xin cho căn bệnh quái ác ấy rời xa cơ thể ông ta để ông ta được tiếp tục cống hiến cho Đảng và dân tộc. Không có được gương mặt đau khổ thật sự như Trần Đại Quang, thái độ cao ngạo trịch thượng kèm với vẻ cười ngạo nghễ của Nguyễn Tấn Dũng đã biến chuyến thăm chùa Mahabodhi của ông ta thành công cốc. Dũng bị loại bất ngờ và thẳng cánh tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016 với dấu ấn cú knock out mà tác giả của nó là Nguyễn Phú Trọng. 6 tháng sau khi đến chùa Mahabodhi, Trần Đại Quang đã không thể thoát khỏi cái chết. Dù mới ở tuổi 62 theo bản khai lý lịch cán bộ, hay là 68 theo một tài liệu được mạng xã hội tung lên, và cho đó là bản khai về năm sinh gốc 1950 của Trần Đại Quang. Ai có thể thay thế ông Quang? Tất nhiên, việc thay ông Quang bằng một ông nào khác, mà chế độ vẫn vậy, thì chỉ là việc thay mạng. Chưa bao giờ có chuyện chủ tịch nước lên tổng bí thư, vì chủ tịch nước là chỗ dành cho người đã kết thúc sinh mệnh chính trị. Vì vậy, chuyện thay ông Quang sẽ tùy vào hai kịch bản, nhất thể và không nhất thể. Kịch bản thứ hai là không nhất thể vào lúc này, có nghĩa là chủ tịch vẫn là chỗ nghỉ cuối cùng của nhân vật đã hết nghiệp chính trị. Nghi lễ và hiếu hỷ, các loại chức danh khác chỉ có tính biểu tượng hay là an ủi. Với phương án này thì thích hợp nhất là bà Tòng Thị Phóng. Bà Phóng sẽ làm chủ tịch một nhiệm kỳ rồi về hưu. Cũng có thể đưa bà Ngân sang để quốc hội lại cho Uông Chu Lưu hay là Đỗ Bá Tị. Uông Chu Lưu nếu phe thân Tàu thắng, Đỗ Bá Tị lên nếu phe chống Tàu thắng, thậm chí có thể đưa Đặng Thị Ngọc Thịnh vào Bộ Chính trị ngay trong Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 này, chuẩn bị bầu cho bà chính thức vào tháng 5 năm sau. Phương án bà Phóng hay bà Thịnh là hiện tượng lịch sử lặp lại thời kỳ hai bà Trưng. Nước Việt Nam hai nữ vương, nước Tàu suy sụp, chủ quyền biên giới biển đảo lại được thu về. Nếu ông Quang được cho là chết để phục vụ mục tiêu nhất thể hóa, thì vào lúc này không có kẻ nào có khả năng chiếm chỗ của Tổng Trọng. Trong 15 ông ủy viên Bộ Chính trị vào lúc này, nhưng không có mặt kia, không có một ai đủ điều kiện để thay chân Tổng Bí Thư, ông Trọng đã thiết kế trước tình huống đó. Nhiều người nói là Nguyễn Thiện Nhân, nhưng ông Nhân đang rất cần cho cuộc chiến Thủ Thiêm với hệ thống Lê Thanh Hải tại Sài Gòn. Không ai thay được ông Nhân vào lúc này. Ông Nhân rời Sài Gòn thì Nguyễn Thành Phong phải lên Bí Thư, nhưng là Bí Thư không quân, vì ông Phong chủ yếu dựa vào Bí Thư Nhân để điều hành. Chứ ông Phong chưa kịp có lực lượng. Xung quanh ông Phong vẫn toàn người của Lê Thanh Hải. Ông Võ Văn Thưởng không thể quay lại vì chịu ơn nâng đỡ dìu dắt của anh hai như chuyện Quan Công tha Tào Tháo sẽ chẳng làm được gì. Ông Nhân lại không thuộc tuýp người đứng đầu. Ông ba phải và thiếu khí tiết. Ông không được chọn cho phương án nhất thể. Và lại có lẽ ông sẽ tìm mọi cách để ở lại Sài Gòn. Ông không hợp với Trung ương. Phạm Minh Chính đã lộ mặt là người nhà của Bắc Kinh sau mấy năm làm bí thư Quảng Ninh.
có lẽ được người nhà gợi ý chuẩn bị cho vị trí tổng bí thư, nhưng ông này đang không được lòng người. Việc ông đang lo là từ nay cho tới đại hội 13 phải sắp cho được một bộ máy thân tàu, nếu không là của tàu. Tuy vậy, khi đã lộ bộ mặt là người của Bắc Kinh thì không có dân, mà không có dân thì đảng không phải là từ nhân dân mà ra nữa. Phải nhớ rằng từ nay, lúc lộ mặt theo tàu là lúc kết thúc sự nghiệp chính trị. Trần Quốc Vượng có lẽ là giải pháp. Được ông Trọng chọn vào ghế thường trực ban bí thư, có vẻ như ông Trọng đã cố tình xác nhận người kế nhiệm. Sau khi nhậm chức thường trực cũng đã sang Bắc Kinh, nhưng ông này lý luận thì không bằng Nguyễn Xuân Thắng, kỹ trị thì thua Vũ Đức Đam. Làm thế nào để vừa điều hành lý luận vừa điều khiển được thủ tướng? Chắc chưa phải đợt này. Và lại, nếu ông Vượng thay cho ông Quang ngay từ bây giờ, tức là từ tháng 5 năm 2019, thì ai thay ông ở vị trí thường trực? Chưa có ai ngoài ông Võ Văn Thưởng, mà ông Thưởng chưa đủ sức. Nếu nhất thể thì chủ tịch nước chỉ định thủ tướng và phải điều khiển được thủ tướng. Trong thể chế này, thủ tướng chỉ là người giúp việc chủ tịch. Vì vậy, trong chủ trương nhất thể hóa, việc chọn người thay ông Quang không chỉ để làm chủ tịch 2 năm, mà phải là tổng bí thư kiêm chủ tịch một nhiệm kỳ tiếp theo nữa. Nếu vậy, ngoài ông Trọng, người có khả năng nhất là ông Phúc, nhưng ông Phúc không phải là người biết lý luận. Hơn thế nữa, ông Phúc có quan niệm không giống ông Trọng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Phúc khó làm tổng bí thư. Cuối cùng thì vẫn là ông Trọng, sẽ hy sinh cuộc sống riêng tư, cống hiến cho đất nước, dân tộc đến hơi thở cuối cùng. Trong danh sách ủy ban tang lễ, vị trí của ông Võ Văn Thưởng đang từ thứ 13 đẩy lên thứ 6, sau ông Phạm Minh Chính, vượt lên trên Phạm Bình Minh và Nguyễn Văn Bình, trong khi ông Phạm Bình Minh tụt xuống thứ 11 sau ông Trương Hòa Bình. Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 10 này sẽ phải bầu thêm 3 ông vào Bộ Chính trị, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú bổ sung vào 3. Trần Cẩm Tú bổ sung vào 3 chỗ khuyết của ông Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Nguyễn Xuân Thắng sẽ được thay ông Thưởng làm trưởng ban tuyên giáo kiêm chủ tịch hội đồng lý luận. Ông Thưởng có thể thay chân thường trực của ông Vượng hoặc là vào thay ông Nhân, để ông Nhân thay bà Ngân sang chủ tịch nước. Nói tóm lại, vị trí chủ tịch chỉ quan trọng hay phải quan tâm cho phương án nhất thể, còn không thì vẫn như cũ. Nguyên thủ là thủ tướng, không phải là chủ tịch nước mà cũng không phải là tổng bí thư, quay lại thời ông Nguyễn Tấn Dũng và để hiến pháp năm 2013 trở về nguyên trạng như giấy lộn. Việt Nam cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn, đảng lãnh đạo toàn diện, thì cùng lúc ba ông nguyên thủ mà gom vào một chỗ tổng bí thư thì gom tất cả lập pháp, hành pháp, tư pháp vào một người. Tất yếu là độc tài là tham nhũng, là chiến tranh. Điều kiện tiên quyết để nhất thể hóa là thiết lập thể chế tam quyền phân lập. Trước khi gộp ba chức danh vào một thì phải độc lập lập pháp khỏi hành pháp. Lời chia buồn. Tháng 3 năm 2018, vợ chồng ông Quang đi thăm chùa Mahabodhi ở Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ, nơi Thích Ca Mâu Ni đạt được giác ngộ và hóa Phật. Có lẽ bà Hiền, vợ của ông Quang, muốn cầu xin Đức Phật phù hộ cho ông Quang tai qua nạn khỏi. Vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng đến cầu xin Phật ở đây, thật tiếc là không linh nghiệm. Hay trời Phật đã từ chối độ trì cho tội ác, nên ông Quang không thể thoát được. Cả ông Quang lẫn ông Dũng đều là những kẻ đầy tội lỗi. Nhưng có ai không trở thành đốn mạt trong cái bộ máy của cái hệ thống độc đảng trái luật này? Và lại, một cách cảm tính, tôi không xếp ông Quang, ông Dũng vào cùng loại với ông Lê Thanh Hải. Ông này mới thật là đốn mạt. Nhìn nét mặt và ánh mắt của bà Hiền trong bức ảnh ông Quang gục đầu vào phiến đá thiêng, biết ông Quang thật sự đau khổ. Sự cầu xin thành tâm cho biết rằng ông đã biết bệnh tật của ông từ đâu mà có. Bức ảnh toát ra một sự ăn năn hối tiếc, nhưng tuyệt vọng và cam chịu. Nhìn bức ảnh này, cảm nhận sự đau đớn của bà Hiền, người ta có thể bật khóc. Lòng tham của cải và thèm khát quyền lực là bản tính tự thân của con người, có quyền trách mọi tội lỗi nhưng phải quy kết đúng chỗ. Tiền bạc chiếm đoạt được phi đạo đức đã không thể đem đi, dù sao thì cái chết của ông Quang cũng là một cái chết buồn.